cho con đun cam mới mở mà không biết ngon không? Thế mới bảo là chủ nhật thì có sang y can không rồi lại. Nếu mà sang y can thì chị sẽ nhận đi thuê. Rồi chiều mai kho đi ăn hay sao thế? Không, chiều mai đứng gọi về ạ. À, ngày kia chứ. Cái chủ nhật đó. À, mai thứ bảy nhỉ? Ừ. À, chiều mai. Chiều mai thì ngày mai chứ không phải. Tất nhiên là chị không đi được rồi. Mà có thấy bảo đâu? Hình như mà. Chắc gì bà đã bảo đấy bọn chị đi. Không tầm ghê. Em nhớ chị em mình gấp mà ta. Hôm nay nó vuông vắn thế nhỉ. Hôm nay nó sửa. Kéo dài dài ra. Nhớ là cây lan á. Cắt thớt xuống thôi. À, liệu bay. Dương ra. Chắc là vài để cắn lâu còn cắn ra. Còn nãy giờ mình kéo cái mẹ ra đây này. Nông vã ra. Sáu rồi đó. Sáu rồi. Sáu rồi. Thank you.
ăn cao châu nó có như này không? Không, nó đẹp hơn. Thì giống châu nó đẹp hơn cái này. Ghê, ở đây bỏ quá, mọc mắt quá, cái thầy này này không mới chịu chứ. Cảm giác của chị mỗi lần đứng bên đấy. Thôi bà ơi, con phải kéo như nào. Ê, làm gì nữa. Kéo lại, đéo ôm. Cười. Hạ ôm ấy. Kéo thẳng ra, kéo lên lẹo. Tên nó ghi là một tên. Đây à? Tên mã à? Tên